Chia sẻ tới mấy anh chị cách làm món bánh khoai mì chuối nha. Sẵn hôm nay nhà em có khoai mì với chuối nè. Phần nhân bánh á, thì mình dùng chuối sứ chín mùi. Chuối thì mình lột ra, mình ngâm nước muối tầm 10 phút. Sau đó vớt lên để cho nó gáo nước. Cứ 10 trái chuối á, thì mình sẽ ướp vào 100g đường. Khi đường tan hết á, thì mấy anh chị sẽ để tủ lạnh qua đêm. Tại vì ướp càng lâu thì cái chuối nó hấp lên cái màu nó sẽ đỏ đẹp lắm. Vỏ bánh khoai mì á, sau khi mình lột sạch vỏ, mình ngâm nước muối vài tiếng, rồi bỏ cái phần cọng chỉ ở giữa khoai mì ra, đem đi xay nhuyễn hoặc là mài cũng được, dắt cho nó gáo. Cái phần nước dắt ra lắng trong, lấy phần tinh bột mì á, trộn chung với phần khoai mì mình đã dắt rồi á, mình làm y chang như làm bánh tằm khoai mì ở clip trước á. Chuối sau khi mình đã ướp đường để tủ lạnh qua đêm, giờ mình đem ra, vớt chuối ra để riêng, lấy cái phần nước đường này xài nè, cho khoai mì vào nước đường. Cứ cân 1 kg khoai mì thì mình cho vào 250g bột mì tinh hoặc là bột năng á, dặn vô một chút xíu muối, trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho nước cốt dừa mà mình dắt, mình lấy nước cốt nhất á, thật là kẹo luôn, cho vào từ từ, cho nước cốt vô á, tới khi nào mà mình thấy cái khoai mì nó được vậy nè, nó hơi ướt á, mình dắt hay là do lại thành viên, nó không có bị vỡ ra là được. Xong hết rồi, giờ mình đi gói bánh nha. Lá chuối thì sẽ xé một miếng nhỏ dừa, sao cho nó để dừa trái chuối á, một miếng bự hơn gấp đôi, với chuẩn bị ít dây để cột. Lá chuối thì nhớ là trụng nước sôi, sau đó mình lau cho thật là sạch, rồi dùng cái bọc lấy một lượng khoai mì vừa đủ, đặt khoai mì lên bọc, đè cho khoai mì nó dẹp ra, lấy trái chuối để lên trên, rồi mình gói lại thôi à. Thấy dư khoai mì á, thì mình cứ lấy ra nha, sao cho cái lớp khoai mì nó mỏng vừa thôi, tại vì dày quá ăn nó cũng không có ngon. Xong rồi á, thì mình đặt lên cái lá chuối nhỏ theo cái chiều này nè, mình quấn nó lại. Quấn xong rồi thì đặt lên cái lá bự gói lại, rồi mấy anh chị bẻ hai cái đầu nó vô, dùng dây cột lại. Vậy là xong rồi đó, em cố gắng em làm thật là chậm cho mấy anh chị coi á. Thì mình nhớ cái lúc mà mình làm khoai mì và chuối á, mình làm sao cho khoai mì và chuối nó được, nó sát với nhau, nó đừng có không khí ở giữa nha. Nếu như mà ở nhà không có dây á, thì mình dùng lá chuối trụng mình cột như vậy cũng được nè. Nhưng mà cột lá chuối thì nó khó hơn, ai khéo tay lắm mới cột được, tại vì nó dễ bị đứt á. Sau khi xong hết rồi thì mình đem đi hấp nha. Bánh này thì hấp tầm 40 phút là nó chín rồi, nhưng mà mấy anh chị hấp lâu hơn chút, mình có thời gian thì mình hấp tầm 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng cho cái chuối nó lên màu đỏ đẹp á, tại vì chuối hấp càng lâu thì nó sẽ càng đẹp. Thì hôm nay em có được 3 màu nè, màu trắng và màu vàng tự nhiên của khoai mì á. Nhà em có khoai mì vàng ở clip trước em đã chia sẻ rồi đó, với cái này là màu xanh từ lá dứa nè. Bánh này á, thì mình ăn ở ngoài cái lớp vỏ nó thì dai dẻo, cái nhân chuối thì nó ngọt thơm, ăn cũng ngon lắm á. Thì cái cách làm của em á, thì chỉ mang tính chất là tham khảo thôi. Anh chị nào mà mình thích ăn ngọt hay lạt gì á, thì mình cứ tăng giảm cái lượng đường. Còn nếu như mà mấy anh chị có cách làm hay hơn á, thì mình chia sẻ với mọi người nha. Do cái chuối nó chín á, khi hấp ra nó sẽ ngọt dữ lắm, nên em chỉ sử dụng cái nước đường trong cái phần chuối nó ra thôi. Còn nếu như mà mấy anh chị muốn ăn cái vỏ bánh nó ngọt hơn á, thì mình cứ thêm vào chút xíu đường.